chào các bác cô chú anh chị, hôm nay lại gặp nhau ở chợ Vạn Phúc rồi. Đây có gì đông thế? Anh à, đông vui thế anh? To hơn. Đẹp quá nhỉ? Ngang lắm, đông quá anh, đang có cái súng tàn tập. À thế à, anh à? À, xe kia đúng không? Xe anh đang có hàng quay anh, đây là có bài dương. À, tốt quá. Chúc mừng quá. Tốt quá. Quay của anh Trương tí, hôm nay chắc 15 phút phải chạy đi rồi. Cấp quay nhanh. Này, tinh quá nhỉ? Xì hả anh? Bao nhiêu anh? 32 triệu. Cổ ấy. Xì là xì. Cổ ra. Buồn lắm này. Bây giờ tí là 10 phút thôi lại chạy đi rồi. Chiều đi làm. Chiều tối. Tối thì tối lắm. Chiều 6 giờ. Bây giờ về lại dính đón con mới nhờ ơi. Con mà to lên nhà anh chơi luôn. Ui dồi, 2 đứa lít vất lắm. Về nó còn ăn chứ. Cả ngày cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào. Thế bố trí cho bà nó cũng làm vào. Con ý á, con màu vật lá. Hôm qua anh ấy giúp con cùng ông về. Con đấy em thấy vẫn bé bằng mấy con chiếc. Ở dưới trường thì có điện thoại. Anh à, con này bán hàng tốt không? Vâng. Dạ. Tối qua nhìn thấy Zalo rồi. Nhìn thấy Zalo rồi nhưng mà nghĩ nó bé thì. To ngang con kia. To gấp đôi. Ui. Đúng lắm. Thế giờ sân có mỗi con này thì đúng không? Sân vẫn 3 con, mỗi con là 2 con mà. À. Còn 2 con đang lên đấy. Bật cho ra đây thì tốt quá, quay luôn. Kéo ra sân. Này cũng nghi, này cũng nghi anh cho con ấy ra. Kéo về được thì phải kéo ra. Ô tô mà. À. Chưa. Lừa là vào trong ngõ đã nhục. Ok anh, để em bố trí. Làm. Đâm vướng mấy đứa trẻ con nó không làm được gì. Đấy, quay cây của anh nha. Trường nè. Anh em thích liên hệ nhé. Có cái gì 32 triệu của anh. Kia kìa. Chiều cổ đấy, coi cho xem chiều cổ. Cây cũng cổ luôn. Cái này báo giá bao nhiêu đây anh? Cái này báo 22 củ. Đấy, 3222. Cây trên này thì sao? Đây là xoan hay là cóc đây? Cóc à? Hay nhỉ? Nhìn cóc mà như con cóc luôn thật. Cóc tái hay cóc ta nhỉ? Cóc là cóc ta, cóc lùn. Chưa ghép. Ghép thái thì nó nhiều quả. Đấy, cục này thì bao nhiêu anh? 8 triệu rưỡi. Nhìn kiếp nhỉ? Đấy. Lùng lẳng sau xương. 8 triệu rưỡi. Đấy, một lại cây cổ nó đấy. Cấp này là đâu đúng không? Có chỉ thấy vô lý. Đấy thì đơn giản, đồ này thì quá đơn giản. Đây chơi gọi là những nhà... Dạ, cốc tế. Em sẽ tích lớn. Ai thích liên hệ anh Trương. Sáng ra giờ nổ phát nào chưa? Được mấy cái nhỏ, anh được mấy cái nhỏ xíu. Rành rành.
cắt lấy cốt này. Cắt lấy cốt. Cây này có nhiều tiền không anh Dũng ơi? Anh Dũng ơi. Anh Dũng ơi, cây này nhiều tiền không? Cây này nhiều tiền không ạ? Em quay đi. Vâng, em đang quay hỏi hỏi giá cho anh em biết đi. 32 triệu em. 32 triệu. Đó, rất đẹp, rất giá trị. Chậu cũng đẹp rồi nhé. Chậu tàu 32 triệu. Cao cũng cỡ không? Cũng cỡ gần 30 phân thôi. Đấy, ngồi sướng không? Ngồi sướng. 1, 2, 3, 4, 5. Đẹp. Đấy, ngày xưa là, ngày xưa xé cổ ra đây. Hạ đấy, nhưng mà nuôi rất là tốt, nhưng mà nó liền, nhìn giờ nó quần quại rất là thích. Đấy, nhìn cái tương lai của tôi, xanh em liền. Nuôi tốt thật, nuôi thành công cái này rồi. À, từ những cái sẹo như này mà bây giờ liền hết rồi, liền hết đẹp, nhìn cái mặt này nó nở như sướng. Anh Dũng Hoàng nhé, bây giờ An Khánh, anh Dũng Hoàng thì rất nhiều cây đẹp và giá trị. Thích không? Các bác nhìn thấy thích không? Đấy, quan trọng là giá thôi. Khó quá. Đây là cây của vơi rồi. À. Nhìn cây là biết cây của vơi rồi. Đấy, các cụ chợ sớm hôm nay chợ có vẻ hơi mát mát đấy. Ồ, mọc mụn này. Xì sáng hay mọc mụn. Suối của công đây, đã lún cún rồi. Trước công báo giá có 2 triệu mấy thôi, rẻ lắm. Đấy còn chưa mặc cả. Chậu đẹp. Mở hàng chưa ông? Lại quay về đây thôi. Xem lại cái tóc này đi. Hay nhỉ. Này chồng nó thấp bên đây kìa. Sao mấy cháu lại nó hàng thường nó về mua cái đồ này 1 triệu. Năm nay có thằng nó còn mua mấy trăm nghìn một giỏ nó bán nó đống tiền. Cái việc ấy. Nên là ăn may. Em mua của thằng này là giá 5 triệu là nó là cây 50 trắng đần. Nhưng mà nó không phải là tiền. Cầm tay chỉ vài trăm nghìn thôi. Ông mua một bớ lan 25 triệu.
tôi có con đường đi đẹp thế quay ra. Kia là gì? Đường vi đẹp rồi quay lại nãy đây rồi. Hình như hôm lần trước quay anh bảo 9 triệu rồi. Các bạn thích thì alo số đầu ô tô vừa nãy tôi có liên quà các bạn. Ok, xin phép các bạn để sang khu vực khác rồi sẽ đi làm.